Dựa thật là vững chắc, có nghĩa là hát hò gì thì Lâm dìu dắt cho Hạnh. Thành ra Hạnh có ngày hôm nay là nó thẳng ra là cũng nhờ rể để dắt dìu con mình. Hay quá. Ấn tượng là giỏi đó. Cái lần đầu tiên khi mà chú gặp bà đó, cái lần đầu tiên nó cảm giác chú như nào và chú có ấn tượng điều gì không chú? Nói thật như thế này, ngày đầu về cũng rất là sợ nha, rất hồi hộp. Ăn còn chứ không ăn. Bởi vì mẹ rất là nghiêm. Dạ. Còn một là một, hai là hai chứ không phải là ăn nói bừa bãi. Về gặp sợ lắm, nhưng mà rất là nể. Cái khi mà về gặp được mẹ rồi, mẹ con có tâm tình đó, hồi xưa con có xem mẹ hát, không biết là nịnh mẹ câu đó là sao tự nhiên cái mẹ thương. Nịnh mẹ câu đó là sao tự nhiên cái mẹ thương. Xưa có con mẹ hát thì mẹ hay lắm. Cũng đâu biết nay mẹ làm mẹ vợ của con đâu. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Khi mà con rể về ở với mình, nó làm rể á, thì nó có lo lắng gì cho mình hay là nghệ sĩ cứ đi suốt xong rồi cứ về chỉ biết chào má rồi đi thôi? Đúng rồi, mắt đi hát đi dữ lắm, tụi nó xô nó đi chặt cứng luôn. Cái tỷ như dỗ ba nó, ngày mai dỗ thì nó đi hát ở miền tỉnh á, tối hát xong rồi nó về tới là 3-4 giờ khuya. Dạ. Chuẩn bị cơm nước tụi nó về ăn, ăn xong rồi là tụi nó ngủ sáng, cái thì dỗ, dỗ xong rồi cái ở đó tới chiều vậy, cái là có xô, xô có trước rồi là chiều nó làm mặt làm mãi đó rồi đi luôn. Dạ. Thì mẹ con cũng không có tâm tình nhiều, nó thẳng ra là con mà nó có cái lịch đi hát được chị cũng mừng. Dạ. Dạ chứ cũng không có phiền phức gì. Nói làm rễ cho vui chứ về ăn không ngủ đi không, đúng không? Nhưng mà cũng không có ăn gì đó á, ăn cơm thì chỉ có cá kho vậy thôi, cá kho bỏ me vô kho lỉnh bỉnh lạng bản rồi rau rác chỉ chấm vậy ăn chứ không ăn thịt heo. Dạ. Thịt heo mà chén mày rửa không sạch nó cũng ói nữa. Khi mà mẹ vợ á là lo cho con rể như vậy, có bao giờ con rể nấu cơm rồi cho mẹ vợ ha? Làm gì cho mẹ vợ chưa? Cái vụ mà nấu cơm thì Trung Tứ Long bó tay rồi. Hồi đó giờ không biết, nó tấn thật lòng mà nói nha. Dạ. Nhưng mà rất là khó tánh, nhưng không nấu cơm. Mẹ thì về tới nhà thì mẹ lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ, dâng cái mùng để cho Trung Tứ Long với về và nghĩ như là đó là một cái nghĩa cử rất là cao quý đối với một cái bà mẹ vợ cũng như là xem như là bạn mẹ ruột vậy đó. Từ cái chỗ đó mình mới suy nghĩ là mình rất là thương. Có khi có dịp là Trung Tứ Long với ông Hạnh đi biểu diễn ngoài Hà Nội á, Hà Nội cái đi máy bay mày bị bão đó, cái mẹ này con ơi có sao không, thôi để mẹ nhà mẹ tụng kinh mẹ cầu cho hai đứa con bình an. Bây giờ xin mời cô giới thiệu về mình. Chào Nguyễn Linh. Dạ. Chào cháu. Dạ con chào bà. Tôi tên là Nguyễn Thị Thu. Dạ. Quê ở Tiền Giang mà giờ sinh sống tại Long An. À, Tiền Giang là huyện nào cô? Chợ Gạo, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo. Dạ. Xin chào Nguyễn Linh, là một người bạn đồng nghiệp. Chào một người đồng nghiệp đó, mà đó là người đồng nghiệp với ba của người này. Chào con. Dạ, con chào chú. Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Mình là nghệ sĩ Trung Tử Long, xuất thân từ nghệ sĩ cải lương. Dạ. Chỉ biết là ca cải lương. Nhưng mà mình hát cải lương rồi, mẹ vợ mình có hát cải lương được không? Mẹ vợ hồi xưa cũng là một nghệ sĩ cải lương. Oh. Linh biết là hồi lúc trước khi mà Trung Tứ Long gặp được con của mẹ đó là nghệ sĩ Hồng Hạnh đó. Yeah. Thì lúc đó còn nhỏ nè, thì đã xem mẹ hát rồi. Cái lúc đó mẹ hát trong cái đoàn cải lương Duyên An của tỉnh Cà Mau. Tuần cổ đó. Bởi vì mình chỉ là một khán giả bình thường thôi, thì lúc đó xem về cái người này hát hay, mà lúc đó mẹ còn nhỏ mà đẹp lắm. Bây giờ Trung Tứ Long với mẹ cùng hát chung một cái bài nào đó đi. Dạ, một trích đoạn. Không. Tôi hát trong cái tài tử trích đoạn chừng vài câu thôi. Dạ. Vài câu thôi tài tử chứ về mình già thì cả trong cổ hết nổi rồi. Dạ. Đời thương có ông vua trụ mang mề, sai gì lồi hô khiến cơ đồ ngựa nghiêng. Quân thần phải đảo điên, còn tiếc đứng mấy trung lương, trai mật gàng ra đáp đền cho quân dương. Nghĩ lại cần thêm thương, tội gầm quá hận tổ nương. Nó tới 38 câu lận. Dạ. Con ca hai câu thôi. Dạ, cảm ơn bà. Đấy, tại vì mẹ bỏ nghề cũng lâu rồi đó Linh. Thôi giờ tới Long hát giao lưu cái đi ha. Dạ, hát giao lưu hả? Hồi nãy giờ thì giờ mẹ hát, giờ Trung Tứ Long xin hát là một lớp ngắn trích đoạn trong cái vở tuồng này, chắc là ai nghe qua cũng đều biết.
Sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dài vô, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Áo nhà chùa không còn giữ được thì bả lại này xin từ tạ với ân sư, gọi là những lại sau cùng. Từ bây giờ cho đến mai sau, xin giả biệt chốn Phật đài, dẫn thân vào gió bụi gian lao, không biết rồi đời con sẽ ra sao. Chánh thương sư phụ tuổi già, sống một mình giữa hoang sơ, con có ra đi vào chốn bụi hồng, thầy chỉ có một đôi lời khuyên con: đạo là ánh đuốc soi đường, con phải giữ gìn đạo tâm. Hay quá. Nói chung là mẹ vợ con rể cũng cùng chung một bộ môn nghệ thuật, đó là môn cải lương tuồng cổ, nên là chắc có thể rất là hiểu nhau. Yeah. Tâm lý cũng dễ thông cảm với nhau, đúng không cô? Cái ngày đầu tiên mà cô biết đây là con rể của mình thì cô cảm giác thế nào? Thấy con hai đứa nó đi hát chung. Yeah. Hát chung đoàn của Duy Ngọc á. Hồi đó ổng có nói là hai đứa tụi bay mà có kết hợp với nhau á, mà hát chung nhau là hai đứa sẽ thành công. Thời gian rồi hai đứa nó thương nhau rồi nó tiến tới hôn nhân tới nay là mười mấy năm rồi. Mình thấy làm cha làm mẹ hả con, mà thuận buồm xuôi gió mà nó nương tựa với nhau để mà đi trên con đường nghệ thuật vậy thì mình rất là mừng cho hai đứa con. Vậy thôi chứ không có ý kiến gì hết. Khi mà con rể nghệ sĩ về làm rể đó, cô thấy thế nào? Có ấn tượng điều gì với Tử Long không? Ấn tượng là con mình nó tìm được một cái bến dựa thật là vững chắc, có nghĩa là hát hò gì thì Long dìu dắt cho Hạnh. Thành ra Hạnh có ngày hôm nay là nó thẳng ra là cũng nhờ rể để dắt dìu con mình. Hay quá. Ấn tượng là giỏi đó. Cái lần đầu tiên khi mà chú gặp bà đó, cái lần đầu tiên nó cảm giác chú như thế nào và chú có ấn tượng điều gì không chú? Nói thật như thế này, ngày đầu về cũng rất là sợ nha, rất hồi hộp. Ăn còn chứ không ăn. Bởi vì mẹ rất là nghiêm. Dạ. Còn một là một, hai là hai, chứ không phải là ăn nói bừa bãi. Về gặp sợ lắm, nhưng mà rất là nể. Cái khi mà về gặp được mẹ rồi, mẹ con có tâm tình đó, hồi xưa con có xem mẹ hát, không biết là nịnh mẹ câu đó rồi sao tự nhiên cái mẹ thương. Nịnh mẹ câu đó rồi sao tự nhiên cái mẹ thương. Xưa có con này hát thì mẹ hay lắm. Cũng đâu biết nay mẹ làm mẹ vợ của con đâu. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Khi mà con rể về ở với mình nó làm rể á, thì nó có lo lắng gì cho mình hay là nghệ sĩ cứ đi suốt xong rồi cứ về chỉ biết chào má rồi đi thôi? Đúng rồi, mắt đi hát đi dữ lắm, tụi nó xô nó đi chặt cứng. Dạ. Luôn. Cái tỷ như dỗ ba nó, ngày mai dỗ thì nó đi hát ở miền tỉnh á, tối hát xong rồi nó về tới là 3-4 giờ khuya. Dạ. Chuẩn bị cơm nước tụi nó về ăn, ăn xong rồi là tụi nó ngủ, sáng cái thì dỗ, dỗ xong rồi cái ở đó tới chiều vậy cái là có xô, xô có trước rồi là chiều nó làm mặt làm mãi đó rồi đi luôn. Dạ. Thì mẹ con cũng không có tâm tình nhiều, nói thẳng ra là con mà nó có cái lịch đi hát được vậy cũng mừng. Dạ. Dạ, chứ cũng không có phiền phức gì. Nói làm rễ cho vui chứ về ăn không ngủ đi không, đúng không? Nhưng mà cũng không có ăn gì đó á. Ăn cơm thì chỉ có cá kho vậy thôi, cá kho. Bỏ me vô kho, lỉnh bỉnh lặng bảng, rồi rau rác chỉ chấm vậy ăn. Chứ không ăn thịt heo. Dạ. Thịt heo mà chén mày rửa không sạch nó cũng ói nữa. Khi mà mẹ vợ á là lo cho con rể như vậy, có bao giờ con rể nấu cơm rồi cho mẹ vợ ha? Làm gì cho mẹ vợ chưa? Cái vụ mà nấu cơm thì Trung Tứ Long bó tay rồi. Hồi đó giờ không biết, nó tính thật lòng mà nói nha. Dạ. Nhưng mà rất là khó tánh, nhưng mà không nấu cơm. Mẹ thì về tới nhà thì mẹ lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ, dăng cái mùng để cho Trung Tứ Long với về và nghĩ như là đó là một cái nghĩa cử rất là cao quý đối với một cái bà mẹ vợ cũng như là
là xem như là bạn mẹ ruột vậy đó. Từ cái chỗ đó mình mới suy nghĩ là mình rất là thương. Có khi có dịp là Trung Tới Long với ông Hạnh đi biểu diễn ngoài Hà Nội á, Hà Nội cái đi máy bay mày bị bão đó, cái mẹ này con ơi có sao không, thôi để mẹ ở nhà mẹ tụng kinh mẹ cầu cho hai đứa con bình an, một câu nói thôi nhưng mà mình nhói trong lòng. Trung Tới Long cũng có đáp lại một tấm chân tình với mẹ là em ơi thôi đi ra ngoài chợ Bắc Ninh đó, lúc đó đi hát từ hát Bắc Ninh, em tìm mua cho mẹ những cái món đồ gì quý gì cho mẹ. Mua áo lạnh, lạnh tham gia rồi đem về. Mình nói quý rồi đó, ở ngoài kia thì nó chuyên về bán gì áo lạnh. Thì đem cái áo lạnh thật là tốt, rối lại đem về tặng cho mẹ. Ở miền Nam nó nắng muốn nóng muốn chết mà nó cái gì. Rồi nó mua mền đó, mền gì mà tao nói nó dày gì nè. Dạ. Đem về về để đó không cho đâu rớt á. Thì mua cái áo lạnh mà loại áo lông cừu. Dạ. Mua về tặng cho mẹ. Trời ơi cái này sao mặc được, sao mà sử dụng được đâu, nóng muốn chết, mặc cái này vô cô nó mà chết luôn. Nhớ lời mới thấy mình bất cười. Nhưng mà có tấm lòng gì cũng vui cô ha. Con không biết là ở nhà là không biết bà với chú hợp nhau điểm gì hả bà hả? Nói thẳng ra là Long này cũng ít nói lắm. Dạ. Và đây cũng ít nói nữa. Mẹ con thấy chỉ về cái nó gặp mẹ con mới về. Thế rồi cái nó về nó leo lên cái võng nó nằm bắt riêng thịt như coi. Thấy nấu cơm này lau cơm xong cái cơm rồi tụi con lên ăn đi. Ăn cơm xong rồi tụi nó đứa ăn Hạnh thì chung phòng nằm bấm điện thoại rồi nó nằm dẫn bấm. Thì nào có khách hứa tới gì đó thì tụi nó ra tiếp. Vậy ra xong rồi cái chuyện đi thì mẹ ơi tụi con đi nhá. Tôi xách xe đưa ra ngoài thì nhà cái lộ xe thì xe đẩy chỗ nó vô được khúc ngoài, còn có đường quẹo vô hơi nó hơi nhỏ đó, vô không tới nhà. Xích xe máy chở ra. À, xe máy đưa ra. Mẹ vợ chở con rể ngồi sao? Mẹ giỏi lắm à. Chở hai chồng luôn. Cái đường mà nhỏ quá Long chạy xe dở lắm. Dạ. Chạy té hoài à. Anh không dám chạy, cái mẹ phải chở Long với Hạnh đi ra ngoài. Cách khoảng chừng 200m à. Tôi lên trên nhà tụi nó trên này đó. Dạ. Cái ở sớm á người ta nói là chị là mẹ của Trung Tư Lâm phải không? Nói là mẹ Trung Tư Lâm. Còn chị xưa tôi thì nói là mẹ của Hồng Hạnh. Thì nhỏ này để giống bà già chồng. Chị xưa thì đã bị nhỏ, mẹ. Nhỏ cô. Mặc dù thí dụ như không có lo cho mẹ nấu cơm hay là rửa chén phụ mẹ, nhưng mà mình lo về một cái vật chất khác như là lo cái tinh thần. Thí dụ mình đi xa, lúc mà Long bận á, em điện thoại gì cho mẹ, hỏi thăm mẹ, mẹ thế nào, khỏe không, cuộc sống như sao, ăn uống được hay không, mẹ ơi mẹ bệnh phải không, tụi con chở mẹ lên để trị cho mẹ liền. Cũng là mỗi ngày có liên hệ về với mẹ. Nhưng mà sao Long không từ gọi điện mà phải nhờ qua vợ gọi? Long nội giờ nói chuyện với mẹ nó hai mẹ con biết nói gì. Mẹ khỏe không, mẹ có ăn uống được không, chỉ gì thôi hết. Còn ví dụ như Hồng Hạnh á là con ruột thì nói chuyện là hai mẹ con tâm sự với nhau thì nói thật là nó dễ hơn. Nhưng mà có bao giờ mà thấy con rể mình nó làm phật ý mình mà mình buồn cái điều gì chưa? Nhiều khi có cái là nhiều khi vợ chồng nó có trên này có cãi cọ làm gì không cãi, mà mỗi lần hả cãi cọ cái nó điện thoại nó mắng vô, mà nó điện thấy nó cái rung rồi. Trời ơi, nó điện điều gì đây mà không điện lên giận con Hạnh mà cứ cà lăm. Mẹ tao nói với mẹ hoài mà cứ mẹ con Hạnh nó hung dữ rồi mẹ rầy nói giùm con mà cứ cà lăm hoài á, con thích cười. Vậy là con rể tin tưởng mẹ lắm. Nhưng mà chú ơi, con không biết là chú với cô là bao lâu hay là thỉnh thoảng là khi nào thì về thăm bà một lần hả chú? Chú Tư Long với Hồng Hạnh thì cũng phải về thăm mẹ thường lắm, bởi vì cái tuyến đường mà đi hát ngang đó. Đi hát ngang. Khi đi ngang có nói mẹ con về, con với Hạnh về, mẹ tội nghiệp. Chờ không chuẩn bị chờ tặng xe chứ xe cộ sẵn bạn chờ rước con rể con ruột vô cái tới chừng tới gần tới giờ nó mẹ ơi trễ rồi bây giờ không kịp thì con đi luôn, thì mình nói cái là chắc có lẽ là mẹ cũng hơi buồn, thì mẹ nói ừ, nhưng cái tiếng ừ đó mình hiểu được cái nỗi lòng của mẹ, giận ừ mà giận chứ không phải ừ thương. Nhưng mà bà có giận thì không, bà có giận không? Giận thì không giận, nhưng mình buồn chút thôi. Dạ. Có một lần hai đứa nó về dỗ ba đó, về cũng 3-4 giờ khuya không à, về tới cái cũng nấu đồ ăn để sẵn hết, về tôi nó lục nó ăn dọn ra cho ăn xong cái mới có 6 giờ 5-6 giờ sao thấy bữa nay sao tôi phải dậy sớm để không nói bạn gái, mẹ ơi mẹ cho con với anh Long đi cả bè đám cưới đi chút tụi con tranh thủ về, thì ở quê mà đám dỗ mà nghe tụi này về người ta trông tụi này về đặng hát ca rồi á, đông lắm người ta trông tụi này hát. Nó đi đám cưới làm sao không biết mà đi mất tiêu cho tới 10 giờ, 11 giờ không thấy về. Điện nó con dây liên hoài không có. Tới chừng 1 giờ nó mới về tới. Trời ơi, tức giận quá trời. Lần đầu tiên thấy mẹ khóc á.
đâu có dám vô gặp mẹ nói chuyện đâu. Làm lánh mặt. Lánh mặt ra ngoài là không dám nói thật. Để vợ đưa mặt ra lãnh. Để cho Hồng Hạnh vô tâm lý mẹ. Lúc đó giận tán mấy bậc trai á. Trời ơi. Tán rồi bà Hạnh nó khóc thô nghiêu ngao mà lên cầm micro hát. Mà vừa hát vừa khóc thôi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Lúc mà thấy đánh vợ mình á, lúc đó lòng sợ không? Nể sợ, né qua bên có dám lại gần đâu. Lại gần gì vậy? Chớ rồi vô không vô cứu vợ đi mà vô. Có nghĩa là thế này nè, cái đó là mình lỗi mà. Hai đứa lỗi cũng cái ngày trọng đại của gia đình mà mình lỗi. Mấy đợt sau thôi, cái gì cái ngày đó là phải né ra, dứt khoát không nhận xô dù ở đâu. Bây giờ thử xem Hồng Hạnh sẽ nói điều gì nha. Dạ. Đối với mẹ vợ thì Trung Như Long á thì không có nói ra ngoài mặt, nhưng mà trong lòng đi chợ hay những gì đó thì hỏi em sao ông mua này cho mẹ. Thì Hồng Hạnh thấy ha, sao mình gái mà mình không có tỉ mỉ bằng chồng mình nữa. Hạnh cảm thấy là một người rể mà lo cho mẹ, tuy là không có ra mặt nhưng mà trong lòng giờ thằng Hạnh rất là vui. Những cái chuyện mà hai vợ chồng lục đục với nhau thì vợ chồng nào mà không có lục đục thì đôi lúc giận nhau thì Long bỏ đi, thì Long điện thoại cho mẹ liền, mẹ ơi mét mẹ là con không hài lòng này kia, thì điện cho mẹ là mẹ biết là mẹ điện thoại cho Hạnh, nói sau la Hạnh nói là tại sao con như vậy, tại vì con lựa chọn, con tự quyết định, bây giờ cũng đã lớn hết rồi, đứa nào nó cũng lớn hết rồi, thì suy nghĩ chín chắn nha, không có mà có vụ mà giận nhau rồi đòi thôi nhau hay là ly dị nhau là mẹ không có đồng ý điều đó. Thì Hạnh nghe lời mẹ, đôi lúc giận lên vợ chồng mà giận lên thì không có kiềm chế được, toàn là mẹ Minh Long không, như con gái không ra rìa. Cho nên qua cái chương trình này thì Hạnh mong là Long và mẹ hiểu em hơn, chứ không phải là hai người bên nhau rồi không bên con gái nữa, rồi coi như là những cái điều gì mà khúc mắc mà không vui đó thì mình cứ giải bài những cái chuyện gì mà mẹ không thích Long này, hay là Long không Long mà con không có ấy này kia, thì cứ nói cho mẹ hiểu hay là Long hiểu, vậy thì hai người sẽ cởi mở nhau, sẽ thương nhau nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn chương trình. Hôm nay một ngày mà mẹ vợ với chàng rể ngồi nói chuyện với nhau cũng rất là vui ha. Hy vọng rằng cái mối tương quan này nó sẽ bền chặt mãi mãi luôn. Cảm ơn cô rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hôm nay thì cô có muốn nói gì với con rể mình, muốn thay đổi điều gì không, có dặn dò gì không? Chỉ riêng con bây giờ Hạnh nó cũng còn bật chạc dữ lắm, bây giờ con lớn rồi nó còn gán, con kèm kẹp, con phiên dạy lại nó đặng mà cho vợ chồng êm ấm vậy thôi, chứ giờ mẹ không có ở gần mà mẹ phiên bảo được nó. Chỉ cầu mong mà hai đứa hạnh phúc rồi yên vui là mẹ vui rồi, chứ nghe mà lục đục cái buồn dữ lắm. Còn con thì qua chương trình này con xin hứa với mẹ là con sẽ không làm những cái gì để cho mẹ buồn, sẽ cố gắng sẽ làm những cái gì cho mẹ vui để mẹ sống lại với con với cháu trong khoảng còn lại của mẹ. Một cái kỷ niệm của chương trình để lâu nhìn nhớ Quyền Linh Lê Lộc ha. Dạ, đẹp quá. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng bà và chú. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Con xin cảm ơn bà và chú đã đến tham gia chương trình ạ.